Đây là toàn bộ bà con của đồng bào dân tộc Thái thuộc bản Lăng Xê. Đây là đội múa của bạn trai đúng không? Đây là đội múa của bạn trai để tham gia giao lưu với các cụ của bản Lăng Xê. Còn lối bên này là đội múa của thôn Thủy Khê. Đấy, thôn Thủy Khê nhìn đông nhiều đâu. Còn lối bên kia là thôn đấy, các bà hơn cả thanh niên đấy. Con đấy là con em của người đẹp của Thủy Kế. Không phải các tù nữa. À nữa. Được là mẹ của Lam Kế. Đấy á? Ừ. Ngày xưa ở đây à? À nó đi dạy chứ? Không. Là làm tín dụng cho vay ngân hàng tất cả. À. Địa bàn của Quảng. À. Lên được của Quảng. Dạ. Yeah. Những cái năm 2020 năm. Dạ. Quý khán giả nhìn ngay hội người cao tuổi mà giống như kiểu mà ngay của tuổi trẻ phải không các bạn? Rất là vui. Vô chèn lên nhá. Đấy, các bạn thấy vui không? Đấy là hội người cao tuổi đấy các bạn. Chắc là hôm nay là kỷ niệm 32 năm ngày hội người cao tuổi. Bản Lăng Xê tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ và đến đấy là rất đông đảo. Ở đội màu đỏ bên kia là đội của mấy đội, còn đội đang hát đấy là đội Thủy Khê, và đội bên cạnh trước mặt ông chính đấy là đội bản trái, còn một đội khế đàn nữa, đội khế đàn đang giao lưu. Lắm thể trắng đưa mình những hình ảnh này rất hồn các bạn. Các mẹ bên này không rao lên chứ.